Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Trở lại với việc cập nhật kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021 của các doanh nghiệp đáng chú ý trên sàn niêm yết. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày đến quý các vị và các bạn cập nhật kết quả kinh doanh và định giá cái cổ phiếu MBB. Thì vừa qua, những cái cổ phiếu của các doanh nghiệp ngân hàng đã đi ngang từ giai đoạn tháng 5 đến tháng 11 này, tức là đi ngang khoảng độ 6 tháng, không thấy có cái sự biến chuyển về cái việc động lực tăng giá. Thì nguyên nhân nhiều người cho rằng do Covid khiến cho các anh ngân hàng này có nợ xấu rất lớn và rất rủi ro chẳng hạn. Hôm nay tôi sẽ phân tích đánh giá kỹ để quý vị nhìn nhận và đánh giá cái việc này một cách phù hợp và có cơ sở căn cứ chuẩn hơn. Đầu tiên, tôi sẽ chia sẻ đến về cái chất lượng tài sản của MBB. Thì chúng tôi đánh giá đây là một trong những ngân hàng có cái chất lượng tài sản tốt nhất Việt Nam. Chất lượng tài sản thì được đánh giá qua cũng khá nhiều yếu tố. Đầu tiên là tỷ lệ nợ xấu. Thì tỷ lệ nợ xấu tuy quý 3 năm 2021 có sự tăng so với quý 2 2021 nhưng nó vẫn duy trì ở mức rất thấp, đó là 0,95% so với mức 1,09% của năm 2020. Như vậy có thể thấy rằng là Covid có tác động mạnh đến quý 3. Tuy vậy, nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của cái ngân hàng này. Vì sao lại vậy? Bởi vì về cơ bản các ngân hàng bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cái giai đoạn 2011, 2013, 14. Đó là họ cho vay với cái tỷ lệ tài sản đảm bảo lớn hơn và chắc chắn hơn. Tiếp theo là tỷ lệ bao phủ nợ xấu của cái ngân hàng này phải nói là tăng rất mạnh, từ 134.07% lên đến 232.8%. Đây là cái ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu lớn thứ hai ở Việt Nam, chỉ sau Vietcombank thôi. Nó cho thấy được rằng đó là cái sự an toàn của ban lãnh đạo khi mà họ trích lập cao để phòng ngừa các cái rủi ro trong tương lai. Và tiếp theo là cái tỷ lệ lãi và phí phải thu trên thu nhập lãi thuần thì của MBB đâu đó còn có 9,44%, như vậy là thấp hơn so với năm 2020 và so với các ngân hàng thì đây là một mức khá thấp. Nó cho thấy cái việc tiềm ẩn nợ xấu trong cái tài sản tốt của MB là rất nhỏ. Tiếp theo là về cái tỷ lệ CASA của MB đâu đó đạt là 40,25%, là bao gồm cả cái tiền gửi ký quỹ nữa. Thì đây là cái ngân hàng có cái tỷ lệ CASA lớn thứ hai Việt Nam và thậm chí nó còn tăng trưởng 9 tháng đầu năm so với năm 2020 cơ. Và nhờ có cái tỷ lệ CASA cao như vậy khiến cho giá vốn huy động của MBB rất thấp và giảm trong 9 tháng, đó là còn có 2.6 hơn 2.6%, nhưng do chúng tôi tính một số công thức gần đúng là nó khoảng 2.6. Thì đây cũng là một cái mức lãi suất huy động đâu đó thấp thứ ba ở Việt Nam, chỉ thấp hơn so với Techcombank và Vietcombank mà thôi. Từ đó tạo ra cái lợi thế rất là lớn cho cái ngân hàng MB này có thể tăng trưởng và phát triển cũng như gia tăng lợi nhuận trong tương lai. Thì tổng kết lại về cái chất lượng tài sản, chúng tôi cho rằng của MBB rất tốt cho dù có gặp khó khăn nhờ Covid. Và tất nhiên trong tương lai nhiều quý vị cho rằng là quý 4 có thể là cái nợ xấu nó mới phản ánh vào, thì cái điều này không phải lo lắng nhiều vì cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng này rất cao, rồi là các cái khoản lãi và phí phải thu nó cũng rất thấp. Và đặc biệt là tí nữa chúng tôi sẽ có một cái đánh giá về quý 4 năm 2021 như thế nào. Tiếp theo về cái hiệu quả hoạt động phi tín dụng của MBB thì ngày càng cao và ngày càng hiệu quả. Thì một trong những tiêu chí đánh giá các ngân hàng hiện đại hàng đầu thế giới đó là tiêu chí thu nhập ngoài lãi. Nó cho thấy là ngân hàng này có khai thác được tốt cái tập khách hàng của mình không để mang lại cái kết quả, cái lợi nhuận bền vững hơn, ít rủi ro hơn. Bởi vì quý vị lưu ý rằng NIM thông thường của các ngân hàng từ 3,5 đến khoảng 5,5%. Tức là họ cho vay ra 100 đồng thì họ ăn chênh khoảng 3,5 đến 5 đồng. Nhưng nếu họ kiểm soát nợ xấu không tốt ấy, thì họ hoàn toàn có thể mất trắng cái khoản đó. Trong khi các cái chi phí về nhân viên, về vận hành, về rất nhiều thứ nó cũng rất là cao, rất là cao. Chính vì thế cho nên là cái hoạt động thu nhập ngoài lãi nó rất quan trọng đối với các ngân hàng. Bởi vì những cái hoạt động này về cơ bản là nó không có rủi ro, khi xảy ra hoạt động thì nó thu lợi nhuận. Thì cái tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên thu nhập hoạt động của MBB về cái tỷ lệ thì cũng được cải thiện rất nhiều. 9 tháng 2020 là 26,28%, thì 9 tháng 2021 đã lên đến 29,04%, một mức cũng khá cao trong cái hệ thống ngân hàng, đặc biệt là trên cái cơ sở thu nhập lãi của MBB tăng cũng rất khủng khiếp.
Và con số tuyệt đối đó là thu nhập ngoài lãi trên nhân viên chúng tôi tính được là khoảng 633 triệu 193 ngàn đồng trong 9 tháng trong cái năm này, trong cái năm 2021 này, cao hơn rất nhiều so với 459 triệu của 9 tháng của năm 2020. Thì như vậy chúng ta có thể kết luận được rằng cái hiệu quả của cái thu nhập ngoài lãi của nó rất tốt và nó đang đi tiến triển theo hướng hiện đại hóa rất tích cực. Tiếp theo về cái kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 thì chúng ta có thể thấy thu nhập lãi thuần cũng tăng khá mạnh, đúng không? Trong quý 3 kia từ 8.000 lên gần 9.600, tức là tăng khoảng độ 18%, đúng không? Cả năm thì tăng khoảng độ 15%, 16%, đúng không? Thu nhập lãi thuần thì tăng rất mạnh, từ 5.165 lên 6.500, tức là tăng khoảng gần 1.350 tỷ, tức là tăng khoảng độ 26% trong cái quý 3 này. Và 9 tháng cũng tăng khoảng độ hơn 30%, rất tốt, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là cái chi phí dự phòng là một cái điều rất đáng chú ý đối với ngân hàng này. Ngân hàng này đã trích lập chi phí dự phòng lên đến 1.778 tỷ, cao gấp 2 lần so với quý 3 năm 2020. Và tính chung 9 tháng thì họ trích lập tới 6.000 tỷ, cao gấp 1,5 lần so với 9 tháng năm 2020. Điều này cho thấy ngân hàng này có những cái sự thận trọng nhất định trong cái việc ghi nhận kết quả kinh doanh. Và như chúng ta thấy cái tỷ lệ trích lập dự phòng của nó tăng rất mạnh, lên đến hơn 230% trong 9 tháng này, đúng không ạ? Từ đó tạo một cái bước đệm rất tốt, nền tảng rất tốt để tương lai có thể tăng trưởng và phát triển, tăng trưởng lợi nhuận tốt. Và như vậy là lợi nhuận sau thuế của cái ngân hàng, tức là của thuộc cổ đông chúng ta mua cổ phiếu ngân hàng MBB ấy, thì quý 3 năm 2021 đạt 3.022 tỷ, tăng khá là mạnh, tăng 650 tỷ, vâng, tức là tăng khoảng độ gần khoảng 30% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng thì đạt 9.171 tỷ, tăng gần gấp rưỡi so với 9 tháng năm 2020, rất tốt. Và đi vào cụ thể hơn các cái chỉ số đó thì chúng ta sẽ tóm tắt được ở đây về cái tỷ lệ chi phí hoạt động trên cái thu nhập hoạt động của MBB đã giảm đáng kể từ 37,26% xuống còn 33,24%. Để có được điều này thì do MB đã nâng cao cái hiệu quả kinh doanh, thu nhập hoạt động tăng mạnh hơn so với chi phí hoạt động rất nhiều. Điều này cho thấy rất tích cực. Lợi nhuận trước thuế trên nhân viên của MBB thì đã đạt tới 942 triệu đồng. 942 triệu đồng. ROA, đây là ROA tính theo gọi là cái chỉ tiêu cuối kỳ đấy. ROE cũng vậy, là tăng từ 1,97 lên 2,13. Nhưng thực tế nếu tính ROA chuẩn ấy, theo cái số đầu năm ấy, nó lên đến 2.4%, một trong những ngân hàng có ROA cao nhất trong ngành. Và tiếp theo ROE là tăng từ 18.44 lên 20.31%. Nếu mà tính chuẩn ROE theo vốn chủ sở hữu đầu năm ấy, thì ROE của MB năm 2021 này có thể đạt khoảng độ 25,5 đến 27% cơ. Một con số rất là cao, cao gấp khoảng hơn 4 đến 5 lần so với gửi lại ngân hàng, cho thấy đây là top những cái doanh nghiệp có được cái hiệu quả rất cao, tức là chúng tôi cho rằng đây là top 1% doanh nghiệp ở Việt Nam có hiệu quả cao đấy. Còn về tăng trưởng tín dụng thì 9 tháng đầu năm so với năm trước là đạt hơn 14%, một mức tăng trưởng tín dụng rất là cao, đúng không ạ? Bình quân so với năm trước thì là 14,64%, cũng là một trong những ngân hàng có cái mức tăng trưởng tín dụng cao so với năm trước. Và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 9 tháng so với cùng kỳ năm trước là 44,84%. Thì đây là một cái mức tăng trưởng rất ấn tượng trong bối cảnh Covid vẫn rất khó khăn ở Việt Nam. Rồi là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý 3 thì so với cùng kỳ năm trước thì là 28,21%, một cái mức mà chúng tôi cũng bất ngờ. Trước đó thì chúng tôi dự báo có thể tăng trưởng chỉ độ 10 đến 20% thôi, nhưng mà không ngờ nó lại tăng trưởng rất là cao như vậy. Đó là cái kết quả kinh doanh rất ấn tượng của MB. Nhìn chung về tổng thể, chúng tôi thấy rằng trong cái quý 3 năm 2021 này, MB thuộc dạng là ngân hàng có cái sự toàn diện nhất trong hệ thống. Cho dù tăng trưởng lợi nhuận cao nhất là Techcombank, nhưng với sự toàn diện nhất thì chúng tôi vẫn đánh giá MB rất cao, thậm chí còn toàn diện hơn cả Techcombank một chút cơ. Bởi vì Techcombank tăng trưởng lợi nhuận rất cao nhưng cái dự phòng của nó lại giảm, dự phòng nó lại không quá cao. Tiếp theo về cái dự báo kết quả kinh doanh của năm 2021 của MB như sau. Đầu tiên là tỷ lệ nợ xấu có thể tăng nhẹ trong quý 4 năm 2021, nhưng vẫn ở mức thấp, quanh 1% mà thôi.
Vì sao mức quanh 1% đối với MB lại coi là thấp? Bởi vì MB quý vị lưu ý là có công ty tín dụng tiêu dùng MB Shinsei ấy. Đó, công ty tín dụng tiêu dùng. Thông thường lĩnh vực tín dụng tiêu dùng có nợ xấu rất cao. Nhưng mà tổng lại mà quanh 1% cho thấy là rất ấn tượng. Rất ấn tượng. Thì chất lượng tài sản của MB chúng tôi cho được đảm bảo rất tốt nhờ vào dự phòng rất lớn của họ. Và tỷ lệ CASA của MB thì sẽ đứng vững trong top 2 chỉ sau Techcombank và trên cả Vietcombank, và cao gấp khoảng độ 1,9 lần, 1,8 lần so với trung bình toàn ngành ngân hàng. Thì nhờ vào cái việc ứng dụng công nghệ rất mạnh, họ đã chuyển từ một cái ngân hàng chậm chạp sang ngân hàng năng động, và cái hệ sinh thái của họ tuyệt vời. Có thể nói hệ sinh thái của MB là toàn diện nhất. Tuy nhiên trước đó thì nó không được phát triển đều cho lắm. Ví dụ như hệ sinh thái ở MB vì sao toàn diện? Đó là có công ty bảo hiểm nhân thọ này, công ty bảo hiểm phí nhân thọ này, công ty chứng khoán này, công ty quản lý quỹ này và ngân hàng mẹ này. Tức là phải nói là cái trục năm chân rất là vững chắc. Tuy vậy thì trong quá khứ chỉ có chân ngân hàng phát triển mạnh thôi, còn các công ty kia khá yếu. Tuy vậy chúng tôi nhìn thấy hiện nay thì các cái công ty kia cũng phát triển trở lại rất mạnh. Ví dụ như công ty chứng khoán MBS, đúng không? Có sự trở lại rất ấn tượng. Rồi hay là công ty bảo hiểm Agila là một trong những công ty có cái hiệu quả kinh doanh khi mới mở cửa mà tốt nhất ở Việt Nam, phải nói là tốt không ngờ. Rồi là MIC thì cũng tiến triển cũng khá ok, đúng không? Đó, thì đấy là những cái liên quan đến cái việc hệ sinh thái của nó. Ngoài ra thì trong cái hệ sinh thái của MB có liên kết rất chặt chẽ với các cái tổng công ty của quân đội, thì họ có một cái luồng CASA từ đó rất lớn. Tiếp theo về cái giá vốn huy động của MBB thì chúng tôi cho rằng vẫn duy trì ở mức thấp, đứng thứ ba trong ngành, đó là chỉ cao hơn so với Tech và Vietcombank mà thôi. Thì từ đó nó có rất nhiều lợi thế trong cái việc cho vay và lựa chọn khách hàng chất lượng. Rồi là hoạt động kinh doanh ngoài tín dụng thì đang ngày càng đóng góp nhiều như tôi vừa trình bày, đó là MBS, Agiline, MIC, MB kép, vân vân. Và lợi nhuận sau thuế 2021 thì chúng tôi ước đạt trên 12.000 tỷ đồng. Đây là thuộc cổ đông nhé, thuộc cổ đông, tức là trừ hết là lợi ích cổ đông thiểu số đi, thì nó tăng trưởng khoảng 42 đến 50% so với năm 2020. Thì đây là một cái kết quả rất ấn tượng đối với một cái ngân hàng lớn như MB. Và ROA và ROAE thì sẽ cao top đầu ở Việt Nam, lần lượt là 2,2% và trên 22%. Còn ROE của MBB tính theo cái chuẩn ấy thì chúng tôi cho rằng khoảng 26% chứ không hề thấp. Thì đây là những cái dự báo cho năm 2021. Vậy tiếp theo, định giá của cổ phiếu MBB cho mục tiêu cuối năm 2022, đầu năm 2023 như thế nào? Liệu có hấp dẫn không? Thì thứ nhất là với các giả định là lãi suất phi rủi ro lâu dài của trái phiếu chính phủ Việt Nam là 2,5%, thì hiện nay chúng tôi lấy trên Bloomberg là nó khoảng 2.05 đến 2.1%. Thì trong dài hạn thì chúng tôi cho rằng cái lãi suất phi rủi ro của Việt Nam, trái phiếu chính phủ Việt Nam ấy, nó có thể duy trì ở mức 2,5%, thậm chí thấp hơn. Thì phần bù rủi ro là khoảng 6,5%. Bù rủi ro ở đây là như nào? Tức là đầu tư vào kênh cổ phiếu nó sẽ rủi ro hơn nhiều so với đầu tư vào cái trái phiếu chính phủ 10 năm phi rủi ro đó. Thì khi đó nó cần phải một cái phần gọi là phần thưởng đền bù để tương ứng với phần rủi ro nó nhận thêm, đúng không ạ? Còn định giá cổ phiếu MBB hợp lý tầm nhìn đầu 2023, tức là khi có kết quả kinh doanh 2022 đấy. Hay nói cách khác, dựa vào kết quả kinh doanh 2022. Thì với phương pháp PB thì chúng tôi cho rằng là PB của MBB xứng đáng được 2 lần. Thì khi đó giá hợp lý cho đầu 2023 nó khoảng 38.645 đồng. Đúng không ạ? PE thì chúng tôi cho rằng phù hợp PE đối với MB khoảng 10 lần. Đây là một mức cũng khá thận trọng trong cái bối cảnh thì PE thị trường khoảng 17 lần. Thì giá hợp lý nó khoảng 38.129 đồng. Theo phương pháp FCFS, tức là phương pháp chiết khấu dòng tiền đến với tập đoàn đấy, thì chúng tôi đánh giá là chạy mô hình và đưa ra được là định giá hợp lý khoảng 41.635 đồng. Như vậy so với mức giá đóng cửa ngày mùng 5 mùng 6 tháng 11 năm 2021 là 28.650 đồng, thì cái mức tăng giá của cổ phiếu MB này kỳ vọng trong khoảng độ 1 năm 3 tháng tới, 1 năm 3 tháng tới là khoảng độ đâu đó 35%, 35%. Và vậy thì kết luận khuyến nghị đối với cổ phiếu này như thế nào? Thì chúng tôi cho rằng là đối với cổ phiếu MBB, chúng tôi khuyến nghị mua mạnh với cái mục tiêu lâu dài trên 1 năm. Còn trong ngắn hạn thì chúng tôi không đánh giá. Thì trên đây
là những cái cập nhật kết quả kinh doanh MB cũng như định giá cái cổ phiếu MB này. Thì rất hy vọng AZFIN đã cung cấp được những cái nội dung thú vị đến với quý vị trong cái việc đầu tư cổ phiếu. Xin chúc quý vị sức khỏe và thành công. Xin hẹn gặp lại ở cổ phiếu tiếp theo.